Chúng ta chỉ còn có hai buổi Phật pháp nữa ở tại cái lớp này, thì chúng ta sẽ hoàn mãn hai tuần tu học. Quý vị thấy có mau không? Rất là mau. Pháp Hòa khi mà chuẩn bị á, thì Pháp Hòa nghĩ hai tuần chắc nó dài đáng đẳng. Nhưng mà khi đi vào việc rồi á, thì cứ ngày này qua ngày kia thì chúng ta thấy một ngày nó qua rất là mau. Và hôm nay đáng lý ra thì Pháp Hòa có 2 giờ sinh hoạt với quý vị, tức là hôm qua với ngày hôm nay. Như vì hôm qua đột xuất có việc phải lo, thành thử ra Pháp Hòa mới thỉnh thầy Tâm Hoàng giúp giùm. Thì cái buổi hôm nay cũng như là hôm trước, Pháp Hòa không có một cái đích chính, là bởi vì quý vị đã học rất là nhiều kinh. Nếu quý vị chưa có pháp đàm, pháp đàm có nghĩa là quý vị thảo luận với nhau. Chứ giờ 2 tuần mình tu mà cứ vô lớp ngồi học biên chép thâu về, phải vậy không? Bây giờ hôm nay á, mình nên sinh hoạt với cái tính cách là có những cái vấn đề gì mà 2 tuần tu học có thể mình đã chuyển hóa, mình chưa chuyển hóa, mình chưa chấp nhận, thì mình nên nói ra, nói với cái điều kiện là không có ngại ngùng. Bởi vì ở đây đều là những cái người pháp lữ, là những người đồng tu đồng học. Những cái gì mình chưa có thông, mình nên nói ra, để rồi những người bạn của mình có thể, người ta có những cái phương pháp, người ta có những cái cách, người ta giúp cho mình giải tỏa những điều đó. Và trước khi đó thì Pháp Hòa sẽ nói một vài vấn đề, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào cái buổi pháp đàm. Thì thường thường cái trong cái tinh thần và cái hình thức pháp đàm á, thì chúng ta ngồi thành cái vòng tròn, ngồi thành vòng tròn, rồi nghe chuông xong rồi có thể mình có một viên kẹo hay là một cái bông, một cục phấn gì đó mình truyền đi. Thì đến cái người nào muốn nói, muốn chia sẻ thì người đó chắp tay lại và xá đại chúng và nói lên một vấn đề. Thí dụ như là thưa đại chúng, trong 2 tuần qua tu học, tôi cảm thấy rằng tôi quý thầy dạy rất nhiều về vấn đề chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ, hay là phải đối xử với những người mà khó ưa. Mặc dù quý thầy nói như vậy và tôi hiểu như vậy, nhưng mà tôi thấy là tôi vẫn chưa làm được cái chuyện đó. Thí dụ vậy, mình nên nói ra, nói thì người khác có thể có những phương pháp khác để giúp mình. Cho nên cái tinh thần pháp đàm rất là hay. Và trong đạo Phật, trong người Việt bình thường hay nói đó, học thầy không tài học bạn. Có thầy dạy là một việc, nhưng mà có thể một đề tài thầy đưa ra có 10, 100 cái hiểu khác nhau và phổ của những người bạn của mình. Cho nên pháp đàm đó giúp đỡ cho mình được rất nhiều trong cái tinh thần học Phật. Mà ngay khi Pháp Hòa mấy anh em vào đi học ở bên Pháp cũng vậy. Thầy dạy là một việc, nhưng mà một tuần á, ít nhất á, tệ lắm phải có một buổi pháp đàm. Mà rất là thích pháp đàm là vì pháp đàm mình học hỏi được nhiều lắm. Chứ ở nhà cũng vậy, vợ chồng cũng nếu mà đồng hướng với nhau á, nên có những buổi pháp đàm. Pháp đàm bằng cách á, không cần phải ngồi lại một cách trang nghiêm bảo tràng, không cần. Có thể pha một bình trà. Rồi thì không sao, cái đó lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đương về nhất tâm. Khi nào quý vị nghe chuông, quý vị nhớ mở cái đó. Thì cái hình thức pháp đàm là như vậy. Thí dụ như những người bạn đồng tu của mình cũng vậy. Thay vì mình đi đến chùa, mình có những cái pháp đàm về học sò, có những buổi đàm về chuyện tốt, chuyện xấu của người này, người kia. Thì thay vì như vậy, mình nên có những cái buổi pháp đàm nói chuyện Phật Pháp. Hôm qua tôi nghe thầy giảng cái bài kinh đó mà tôi chưa có hiểu được cái câu đó, chị có hiểu không? Thiếu gì chuyện đấy đó. Thầy để quý vị nhớ này, lễ niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội nghiệp hà sa. Thành thử cái thời gian của mình đó, nó trôi qua mau lắm. Ở Việt Nam đó, có một cái ông, có một nhà người thi sĩ rất là nổi tiếng, tên là Vũ Hoàng Trương. Quý vị có nghe tên thi sĩ đó không? Ông có 4 câu thơ rất là hay, quý vị chép xuống rồi quý vị sẽ thấy cái hình ảnh của câu thơ của ông. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người,
sên bò, nát óc, máu thầm rơi. Chiều nay một tấm than luôn dứt, đinh đóng vào sang tiếng trả lời. Bốn câu thơ này quý vị thấy có mấy mấy dấu? Thầy thiếu chữ, thầy thiếu chữ dưới đóng vào cái chữ vào. Quý vị thấy được mấy dấu trong bài thơ bốn câu? Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông dứt, đinh đóng vào sang tiếng trả lời. Rất là hay, rất là hay. Mấy dấu? Dấu gì? Mấy dấu? Ai nói trúng có quà. Ba dấu. Dấu hỏi nhiều nhất. Dấu hỏi nhiều nhất. Tại ai nữa? Tại môn chút. Môn chút. Cái bài này á, nếu mà chúng ta là một người tu Phật á, mình có thể lấy cái này như một cái đề tài, như là một cái công án để mà thiền quán. Tại vì chữ thiền là gì? Thiền á, nói cho đủ là thiền năng, có nghĩa là tịnh lự. Tịnh lự có nghĩa là lắng động những cái suy nghĩ của mình. Mà muốn lắng động suy nghĩ á, thì mình phải trở về với cái hiện tại. Bởi vì con người mình á, nó chạy dữ lắm, phải vậy không? Tâm đi mười phương thế giới, đi dữ lắm. Ngồi đây mà hỏi ngày xưa chị ở đâu, nói ngày xưa em ở Rạch Giá. Mà chỉ cần nói tới chữ Rạch Giá thôi, không cần đi Rạch Giá, nhưng mà mình đã có mặt ở Rạch Giá rồi. Lúc đó mình sẽ diễn tả Rạch Giá nó có mấy rạch sỏi, nó có cái gì, nó có cái gì. Mình đi như vậy, tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Săn là cái gì quý vị? Từ từ. Từ từ là muôn. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Quý vị cứ nghĩ cho kỹ đi, con người mình mỗi một ngày mình đặt ra bao nhiêu câu hỏi, một cuộc sống của mình đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Khi nào tôi mới vui? Khi nào tôi mới hạnh phúc? Khi nào tôi mới có tiền? Khi nào tôi mới có tình yêu? Khi biết em mang chiếc cầm ca, đem lên phòng trà nó tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi. Cho nên á, trong cuộc đời của mình á, mình tu thì không biết bao nhiêu, nhưng mà mình có rất nhiều câu hỏi. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Quý vị thấy một dấu đây này, đúng không? Một dấu. Hỏi, hỏi nhiều lắm. Ngay cả khi tu mà cũng còn. Cho nên khi mình học á thì có quyền nghi, nhưng mà vô tu là đừng nghi. Tại vì sao? Tại vì học á chưa hiểu là phải hỏi. Mà khi vô tu có nghĩa là mình đã tinh thâm cái điều đó rồi, cho nên mình thắc mắc. Thì thắc mắc thì trong khi mình tu không kết quả, là vì mình nửa nghi nửa ngờ. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Cái sên này là cái con sên, mà cái con sên này nó cũng tượng trưng cho cái dấu hỏi. Là bởi vì quý vị thấy không, con sên, cái dấu hỏi nó tựa tựa như con sên vậy. Sên bò nát ốc, cái đầu mình nó có một chút thôi, nhưng mà trong này nó nhiều câu hỏi lắm. Nó như một con sên vậy đó, nó quấn. Sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Mình hỏi hết, mình đi, mình than van, đời tôi cô đơn, nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi không duyên, nên yêu ai cũng không thành. Hỏi nhiều lắm. Thành thử ra nó như con sên, nó bò ở trong óc của mình. Nhưng mà hỏi nhiều như vậy, đến phút cuối của cuộc đời là một buổi chiều. Hả? Một buổi chiều.
một buổi chiều mà nó, quý vị thường thấy cuộc đời con người tranh giành, nào là đất, nào là nhà, nào là người yêu. Người ta có thể vì một người đó người ta yêu, người ta có thể đánh ghen, người ta có thể tà ác xiết, vân vân. Đến cái phút cuối của cuộc đời thì gì? Chiều nay một chấm than buông hết, than ôi, mà tiếng Hán là ô hô. Quý vị thường vô đám tang mà người ta hay đọc á, ô hô tan thấu khí tại tiếng Bắc, nhất đáng vô thường vạn sự hô. Than ôi, người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh, thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Chiều nay một chấm than buông hết. Tần Thủy Hoàng á, cứ dành đất nhưng mà chết chôn bao nhiêu đất. Mình nghĩa là phải tranh với người bạn của mình mua cái nhà thật là to, ngủ bao nhiêu ngủ cái giường đó thôi, chứ mình có lăn được hết cái nhà đó để ngủ đâu. Mà có đôi khi á, những người mà giàu có, quý vị không tin để ý chút, những người giàu có đó đôi khi họ không có thì giờ họ ngắm cái nhà của họ. Bởi vì sao? Đi làm từ sáng tới chiều tối, về là mệt rồi ăn chút rồi tắm rửa lên giường ngủ, phải không? Vậy thôi. Chiều nay một chấm than luôn nhất. Nhưng mà cái chấm than này nè, nó y như là một cái đinh, phải vậy không? Phải không? Như cái đinh vậy đó, đinh đóng vào sang. Vào sang là gì? Là cái quan tài. Đinh đóng vào sang tiếng trả lời. Cái tiếng mà cục cục mà người ta đóng đinh lên cái quan tài đó là câu trả lời cho tất cả cuộc đời này. Tha ngôi, người đã đi rồi, để lại mình tôi sầu lẻ bóng. Vậy thôi. Cho nên á, cái bài này nếu mà chúng ta đọc cho kỹ, nghiền ngẫm nó là một bài pháp thoại. Nó là một bài pháp thoại. Hôm nay quý vị có học học rất là nhiều kinh, phải không? Thập thiện nè, nào là kinh tứ thập nhị chương nè, là kinh gì nữa, rồi tất cả những bộ kinh ở trong Trung A Hàm nè, rất là nhiều. Thì có bà tin chắc một điều rằng thế nào một trong các kinh đó cũng nói tới vấn đề ái dục và khổ, nhất là kinh tứ thập. Thầy Trúc Lâm có nói nhiều gì đó không? Thích Ca thành đạo dĩ, tác thiện tư duy, ly dục tịch tịnh, thị tống vi ác. À không, Thế Tôn thành đạo rồi, ngài liền suy nghĩ, chỉ trừ được cái ái dục thì mới có được cái niết bàn, cái pháp lạc. Cái ái dục ở đây nó không có cái nghĩa là những cái nó bao hàm nhiều thứ, từ cái tình cảm này nó sang cái tình cảm khác. Cho nên á, trong một bài thơ nó có hai cái dấu. Nhưng mà quý vị thấy hai cái dấu này rõ ràng là hai cái dấu của cuộc đời, phải không? Mình thắc mắc rất nhiều, mình đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà cho dù mình có cái gì đi nữa thì cái phút cuối của cuộc đời mình là sao? Chỉ có vậy thôi. Chỉ là một cái dấu chấm than đi xuống thôi, phải không? Tôi chẳng nói một dấu chấm đó là con đời. Không nói dấu gì cái chấm đây, nó rơi xuống đây nè. Chiều nay một chấm than luôn nhất. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó, phải không? Cũng cái bài hát đó cũng là một bài pháp thoại. Cho nên á, quý vị mà nghe nhạc, quý vị coi phim, đừng coi bằng cái thường tình của mình là coi thường là bỏ qua, mà trong mỗi bộ phim hay trong mỗi bài hát nó có lầm những cái ý ở đâu. Mà nhất là quý vị nghe nhạc của Trịnh Công Sơn thì trong đó nhiều bài như là một thiền sư đó, hạt bụi nào hóa kiếp thân ta, để một mai ta về làm cát bụi. Nhưng mà nghĩ cho kỹ thì ôi cát bụi tuyệt vời, tại nhờ cát bụi mà có mình trở về. Ông không có tu không? Nhưng mà nhiều khi á, nên nhớ rằng là con người á,
chừng nào thì giác ngộ chừng này. Mà nếu mình khổ mình chưa giác ngộ, tức là mình chưa biết khổ. Khổ chừng nào là quý vị để ý, thường người ta nói đạo Phật là đạo cứu, đạo Phật đạo cứu khổ. Nhưng mà đừng có tưởng rằng ai vô chùa cũng khổ. Mặc dù đạo Phật là đạo cứu khổ, nhưng mà mình thường mình hay nghĩ rằng cái khổ của con người vô chùa tu á, thứ nhất là thất tình, thứ hai là nghèo khổ, kiếm với cơm manh áo, vân vân. Nhưng mà thật sự ra có thể cái người đó họ có đầy đủ, nhưng mà họ vẫn khổ. Thí dụ như Thái tử Tất Đạt Đa, về vật chất ngài đâu có thiếu, phải không? Về những cái tình cảm ngài cũng đâu thiếu, ngài có đầy đủ. Nhưng cái khổ của ngài là gì? Cái khổ của ngài là ngài vẫn thấy con người cứ lầm vòng ở trong đó, giống như là lúa ngô là có đậu nành, đậu nành là ăn dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa gan, dưa gan là nàng dưa hấu, dưa hấu là cậu lúa ngô, lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là ăn dưa chuột. Đồng gì gì đồng gì đồng bạc á, bạc gì bạc tai, môi gì môi son, son gì son tàu, tàu gì tàu chuối, chuối gì chuối hột, hột gì hột tiêu, tiêu gì tiêu sọ, sọ gì sọ ma, ma gì ma da, da gì da bò. Thành thử ra con người mình cũng vậy, khổ muốn đi kiếm cái vui, nhưng mà rồi mình sẽ gặp những cái, tại vì mình chưa có tận, mình chưa có chuyển hóa được những cái khổ ở cái vùng đó. Hai vợ chồng buồn nhau mà lý gì ấy, là họ cảm thấy rằng tôi không có còn, tôi không còn thương anh nữa, và bây giờ tôi với anh là không có hợp, tôi phải đi kiếm một người tôi hợp hơn. Nhưng mà xin thưa với quý vị là một năm sau quý vị gặp một cái người khác thì mình có nghĩ là hợp không? Hợp lắm. Tại sao biết không? Tại vì cái tật của mình á, cái rác của mình bắt đầu mình giấu rồi, rồi cái người đó họ cũng giấu rồi, cho nên hai bên đến với nhau là hai cái ông. Nhưng mà về tới nhà quên tưới nước, hai cái chậu hoa mình đem về, mình quên tưới nước cho ổng, ổng quên tưới nước cho mình, rồi từ từ hai cái hoa nó héo. Thì bây giờ mình phải thực hành cái bài kia, hoa nào héo héo thì dục bỏ đi, chứ để làm chi. Ý thì hoa sầu thì mình sẽ làm những cái gì. Thành nữ ra hòa thượng thiền chủ có một buổi giảng của ngài đó, nhớ không? Ngài mới nói đó, đến với nhau là giấu nát hết, giấu những cái tật hết, nhưng mà về tới nhà lòi cái tật, phải không? Về tới nhà rồi thì lòi những cái tật đó ra, thì lúc đó mình phải phát giác là anh này không phải là người tôi đang looking for. Nhưng mà thật sự ra mà cho bà già giải quyết cái đường thứ hai là như vậy. Cho nên cuối cùng là cả cuộc đời mình cứ đi vòng vòng, không tìm ra được, không tìm ra được. Lúc đó mình thay, mình thay mình khổ, mình thay mình buồn. Cho nên á, tu Phật là để chấp nhận một vấn đề, là để cho mình có một cái chi, một cái chánh chi kiến. Là để làm cái gì? Để thấy cho rõ ràng đời là gì? Đời là khổ. Nhưng mà hiểu được cho được cái chỗ khổ á thì mới hết khổ, còn hiểu được là sẽ khổ. Cho nên quý vị hiểu chữ khổ chừng nào, thâm nhập được cái niềm đau đớn khổ, không phải để cho mình khổ, mà hiểu khổ nhiều chừng nào á thì quý vị sẽ có niềm vui chừng nào. Tại vì hiểu khổ được rồi là chuyển hóa cái khổ, sẽ chuyển hóa được cái. Thí dụ như bây giờ nè, mình không có cái sức ra mở một cái tiệm làm ăn, không có tài, không có cái kinh nghiệm, không có gì hết, nhưng mà thấy người ta ra làm ăn cũng ham, nhảy ra làm. Rồi cuối cùng á, khổ không? Khổ. Không phải khổ mình không, mà khổ cả người khác nữa, khổ cả những người xung quanh nữa. Tại vì á, mình đi làm từ sáng đến tối, khách hàng về hết, mọi người đóng cửa ngủ, thì mình phải làm sao? Đóng cửa nhà hàng, dọn dẹp, quét tước, sắt rau, vân vân, chuẩn bị. Về tới nhà 2-3 tiếng thôi, ngày nghỉ có được nghỉ không? Không. Phải lo đi chợ, phải nấu nước lèo, vân vân. Mình làm khổ những người xung quanh mình nữa. Đó là vì sao? Bây giờ hiểu được cái khổ đó rồi thì phải chuyển hóa. Cho nên á, Đức Phật dạy trong kinh á, có hai hạng người. Thứ nhất là người không bao giờ làm lỗi.
Thứ hai là người đã từng bị té nhưng mà đứng dậy, cái đó luôn. Cho nên hiểu khổ không thể để cho mình vi lị, mà Đức Phật dạy mình chỉ cho mình cái rõ thật của cái khổ để làm gì, để mình chuyển hóa nó, chứ không phải để mà buông tay chịu trói. Mà mình mà buông tay chịu trói như vậy rồi mình nói là sao? Nghiệp, cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Thí dụ như mình tu, cái này là quý hòa thượng dạy nha, khi mà dạy cho các thầy trẻ đó, thì ở Pháp Hòa quý thầy thường hay dạy, quý hòa thượng thường nói mình còn trẻ mình tu, rồi cái mai chiều cái có một người nào đó tới, họ nói là họ chưa kịp nói thương mình nhưng mình thấy có cái mồi là hình như họ thương mình, thành thử mình cũng nhào vô xong rồi ai khuyên nó, dạ cái này là nghiệp của con. Giống như có một cái chú là thầy nuôi từ nhỏ cho tới lớn, thương yêu rất mực, thì cuối cùng chú đi học làm sao với chú dính cô. Chú dính cô thì thầy mới nói rằng con ơi, không lẽ tình cảm của thầy trò mình, thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, thầy thương con như vậy, mình với cha con, không lẽ con không thương thầy sao? Nó dạ mô Phật và thầy, con thương thầy lắm luôn, con nghĩ kỹ rồi con thương nhỏ lắm. Thành thử ra quý vị có nhớ cái chuyện mà chú tiểu với con cọp đó, thà xuống núi và ở trên núi với thầy từ nhỏ tới lớn không biết gì hết, rồi cuối cùng thì đi xuống núi thì thầy với họ, thầy họ không biết cái gì hết, hỏi cái này thầy mới nói cái này cái nhà đó con, cái này xe hơi kia xe đạp á, rồi cuối cùng thấy đứa con gái đẹp, cái chú hỏi thầy cái này là gì thầy, ông thầy nó cọp nó còn, cái cọp nó coi chừng nó nuốt con à, vậy đó. Mà tưởng đâu chú sợ, ai ngờ chú về đến nhà chú bệnh, ăn không được ngủ không được, cuối cùng thầy ông thấy ông hỏi ông nói giờ con muốn cái gì, con thấy con người con sao nói thầy nghe, nói dạ thưa thầy sao con nhớ con cọp dưới thầy là thôi thầy kiếm con cọp về con. Thành thử ra quý vị nó thấy á, mình tu á là để cho thấy rõ được những cái tâm thần của mình, để thấy rõ được con người mình, phải không? Muốn được như vậy á thì mình phải thực tập, chứ không phải hàng ngày quý vị đảnh lễ bốn vị đại bồ tát là ai nè. Thứ nhất là Văn Thù Sư Đại, thứ hai là Đại Hạnh Phổ Hiền, thứ ba là Đại Bi, thứ tư là Địa Tạng Bồ Tát. Văn Thù là tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Phổ Hiền là tượng trưng cho gì? Hạnh nguyện. Quan Âm tượng trưng cho gì? Địa Tạng tượng trưng cho gì? Đại nguyện. Đại nguyện. Thì quý vị mới thấy á, bốn vị Bồ Tát này không có ai hơn hết, và bốn vị này không có thể tách rời, và bốn vị này chỉ là một. Đó là cái giáo lý gì nữa không? Đó là giáo lý gọi là tương tức tương nhập. Giáo lý tương tức tương nhập được nhắc ở trong kinh Hoa Nghiêm. Tương tức tương nhập là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, mình khổ mà không biết khổ, thì không biết khổ thì làm gì mà chúng ta nguyện hết khổ. Cho nên cái bài tụng nè, chúng con khổ thì phải sao? Nguyện xin độ. Thì chúng con khổ, nguyện phải hiểu được rằng mình đang khổ. Cho nên Văn Thù là gì? Là tượng trưng cho một vị Bồ Tát có cái trí tuệ, có cái tuệ giác rằng biết rằng tôi đang khổ, hay là biết được những niềm đau nỗi khổ của người kia. Mỗi ngày công phu quý vị không cần đọc nhiều lắm, đọc bốn lời quán nguyện: lạy Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin học theo hạnh ngài, dùng trí tuệ để nhìn sâu vào lòng sự vật, vào lòng người. Để sao? Để chi? Để hiểu được cái niềm đau nỗi khổ của người kia, cũng chứ hiểu được cái niềm đau nỗi khổ của chính mình. Mình khổ mà vẫn không biết rằng khổ cái gì. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Đó là những... Rồi chúng ta than, ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Lúc đó mình thấy cô đơn quá. Ở trên trời thì ngàn sao, nhưng mà mình vẫn thấy mình chỉ là một cánh sao lạ. Ở trên trời ta là vì sao lạ, ở dưới trần gian ta là kẻ lạc loài.
không biết được cái khổ của mình, không thấu được cái con người này, thì làm sao mà chịu hóa. Cho nên thứ nhất, đảnh lễ văn thù là trở về lấy lại được cái tuệ giác đó, biết rằng tôi đang khổ. Mà khi biết rằng đang khổ là làm gì nữa? Phải làm gì? Phải cứu khổ. Mà cứu khổ đó là ai? Là Phổ Hiền. Hạnh nguyện mà, là nguyện làm cái việc đó. Muốn làm được cái việc đó thì phải có Đức Bồ Tát Địa Tạng là nguyện làm cho được. Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện mà. À, nhưng mà làm cái chuyện đó bởi vì mình thương mình hay thương ai? Bởi vì mình thương mình. Nhưng mà thương mình cũng chính là thương những người thân của mình. Tại vì mình khổ thì người thân mình họ cũng đâu có vui. Cho nên mình thương những người thân mình thì mình phải làm cho mình vui. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thờ ông bà. Thì khi mà người ta thương hay con nít nó hỏi tại sao phải thờ ông bà, thì quý vị phải giải thích cho được cái chỗ này. Mà giải thích không được, cái chuyện căn bản như vậy mà làm giải thích không được, thì làm sao mà con cái nó có niềm tin mà nó duy trì cái tập tục cúng dỗ quải ông bà, thờ phụng ông bà. Người Trung Hoa họ thờ, họ viết tên, họ viết cái bài vị phải không? Nhưng mà người Việt mình thờ thờ cái gì? Thờ cái hình là hay lắm. Đây là lý do. Bởi vì có thể con cháu mình nó sanh ra, nó đâu có biết ông nội ngoại nó là ai. Nhưng mà mình thờ trên bàn thờ cái hình ông nội ngoại đó. Nó lại nó nói ba ơi, má ơi, đây là ai vậy? Mình nói đây là ông nội nè con, đây là bà ngoại nè con. Thì tự nhiên nó đưa vào trong đầu nó cái hình ảnh của ông nội và bà ngoại. Phải không? Rồi mai chiều mình nhắc cái gì tới ông nội ngoại thì tự nhiên sao? Trong đầu nó nhảy ra liền cái hình ảnh của ông nội ngoại. Đó là cái cách chúng ta nuôi dưỡng con nít, chúng ta nuôi dưỡng con cháu của mình. Quý vị đừng có cho cái chuyện cúng dỗ quải là chuyện thường không cúng. Dù một dĩa trái cây quý vị cũng cứ cúng đi. Nhưng cúng phải cho nó biết hôm nay là ngày ông nội ông ngoại con mất. Cái đó không phải là cái chuyện mê tín dị đoan, không phải là cái chuyện ông bà nào về ăn hưởng cái đó. Nhưng mà đó là một cách nuôi dưỡng con cháu mình và tiếp tục cái dòng sinh mạng con cháu mình qua tổ tiên. Bởi vì làm như vậy để nó thấy rằng tổ tiên không có chết. Tổ tiên đâu có chết mà tổ tiên luôn sống ở trong người. Quý vị thương ba mình không? Thương mẹ mình không? Thương ba thương mẹ thì phải sống cho vui, sống cho khỏe, sống cho lành. Quý vị thương con cái quý vị không? Có. Mà nếu quý vị thương con cái quý vị thì quý vị phải sống cho vui, sống cho khỏe, sống cho lành. Bởi vì quý vị vui thì con quý vị sẽ vui. Quý vị buồn thì con quý vị sẽ buồn. Không cần nói chi là máu mủ ruột thịt. Đem cái kinh nghiệm của thầy trò mà nói thôi. Quý vị biết không? Phật tử ở đây là trong lòng Pháp Hòa rất là lo một điều là gia đình họ có an vui hạnh phúc không? Pháp Hòa biết cái gia đình nào mà họ lâu nay có nhiều vấn đề lo, thỉnh thoảng gặp kéo lại góc hỏi thăm. Hỏi thăm không phải tò mò mà hỏi thăm bằng cái tâm, bằng cái tình. Cô Phật tử nào mà đi chùa hơi lâu làm có quả hơn nhiều mà chưa về mà nhắc phải về lắm cho gia đình. Bởi vì á, trong nhà họ không có an thì làm sao mà đất nước an, làm sao mà chùa an. Cho nên Phật tử mà an, gia đình của họ an thì họ mới có tiếp tục cái cuộc sống. Họ đi chùa phải mang lại cái kết quả gì? Mình tu học trong 2 tuần đây có chuyển hóa được một chút nào chưa? Hay là mình ta vẫn là ta của thở nào, cũng buồn, cũng khổ, cũng sầu đau, cũng hờn, cũng giận, buồn, mang mát. Ai mà cười nhiều là người đó trúng bệnh. Cho nên á, mình tu á, là phải thấy mình có thay đổi thì cái kết quả mình nó mới có. Thí dụ như quý vị ăn chay mà ăn mà quý vị cảm thấy đau khổ quá, ăn mà đau khổ quá, ngán muốn chết luôn. Ai bảo ăn chay là khổ? Ăn chay ngán thấy bố. Mình tu mà mình thấy mình không có chuyển hóa, mình cũng còn buồn, cũng còn giận. Cho nên nếu quý vị nào mà làm bếp ở nhà đó, ngay cả công quả trong chùa, Pháp Hòa tặng cho quý vị đó bài thơ. Ông tin lên cái bảng ban tre sọ của chùa Đức Long,
có cái bài thơ đó: khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đóa hoa xinh, giúp người khỏi thân hề bệnh tật. Tức là khi mình nấu á, mình phải biết rằng á, không phải tôi nấu để tôi đem chỉ cho mọi người biết đây là cái công quả của tôi, mà tôi đem cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát đầy tình thương ở trong đó, tôi nấu mà cho mọi người chữa được cái thân hề bệnh tật. Khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, còn những người xung quanh tới giúp tôi vui chứ sao, vì có tăng thân hiện hữu giúp mình. Bà đi ra ngoài cho tôi, mấy đứa con nít mày đi ra ngoài kia cho tao. Như vậy thì đâu có ăn vui, nấu như vậy người ta ăn nó nghẹn dữ lắm. Khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đóa hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bây giờ nè, làm công việc trong thiền quán nè, bao phiền não giờ ta bầm chặt. Quý vị có bầm với chặt cái gì? Là tưởng như là đang bầm chặt phiền não. Bao phiền não giờ ta bầm chặt, nướng chiên xào luộc chín vô minh. Quý vị có nướng không? Có chiên không? Có xào không? Có luộc không? Mà nếu có được cái chuyện đó thì nướng chiên xào luộc chín vô minh. Có rửa không? Có. Rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu quán hận. Rồi gì nữa? À, gì kho cạn giọt lệ sầu quán hận? Quên rồi. Tại vỗ tay nó quên. Nướng chiên xào luộc chín vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu quán hận. À, cái gì mà kêu ca nhiều nhận không cần, bài nó cũng dài. Nếu cần thì đi về ở trên cái bảng của chùa, trong đó có câu nữa, gọi là trong đó có câu gọi là xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Ôi những thức ăn hương thơm ngát, chính do người tỉnh thức làm nên. Xin đệ huynh cố gắng vững bền, làm cho được lời trân quý nhất. Như vậy thì trong một cái buổi nấu ăn của mình, mình có rửa, có đun sôi, có chặt, có bầm, thì tất cả những cái đó đều là những cái chuyện mình làm. Thí dụ quý vị ngồi cuốn chả giò, cuốn mình có nói, mỗi một cuốn quý vị mà quý vị có thể niệm được 2-3 câu niệm Phật, thì cái người đó ăn phước báo bao nhiêu. Rửa chén đừng có cằn nhằn, tại vì chén nhiều là Phật nhiều cho mình tắm, mỗi một cái chén là mỗi Phật. Cho nên mình tu á, quý vị biết không, cần cái chổi quét nhà, cần tảo già lam địa, thời thời phước khỏe sanh, tuy vô tân khách chí, nhật hữu thánh nhân hành. Có nghĩa là thường quét đất chùa am, mỗi giờ sanh phước khỏe, tuy không khách khứa đến, cũng có thánh nhân qua. Đâu cần có khách tới mới dọn chùa, dọn dẹp. Mà dọn dẹp như vậy là để cho thánh nhân đi, mình vẫn có cái... Mình cứ đi đổ rác phải không? Không có gì phải ngại ngùng hết. Bởi vì sao? Bởi vì một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Cắt một cành hoa, xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Tưới hoa trong chậu, đừng thấy mình riêng lẻ cây ơi. Hoa với tôi là một. Lạc rau, mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, muôn vật nương nhau làm nên cuộc sống. Tại vì mình nương rau, rau nương mình. Mình nương cái người bán vải, người bán thịt nương người bán gạo. Cho nên nghĩ cho cùng, suy cho kỹ thì tất cả chúng ta đều mang nợ với nhau đấy. Mà đã là ân nhân của nhau thì có cái gì gọi là thù hằn hay là ghét bỏ. Quý vị học cái danh từ Bồ Tát rồi phải không? Có học rồi. Cô nhớ có một thầy nào giảng nè, Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏ đó. Tiếng Pali là Bodhisattva, dịch là hữu tình giác, hoặc là giác hữu tình. Và trên đời có những vị Bồ Tát thuận, nhưng mà cũng có những vị Bồ Tát nghịch. Bồ Tát nghịch là cái người mà chuyên môn làm cái chuyện trời ơi đất ở trong. Quý vị biết ngài Đề Bà Đạt Đa đó, luôn luôn hại Phật phải không?
Nhưng mà khi mà ngài gọi điều hồn A Nan xuống hỏi: sư huynh ơi, sư huynh, sư huynh ở trong địa ngục sư huynh có khổ không? Đời Phật nói: có gì đâu khổ, ta đã giúp cho Đức Thế Tôn thành đạo thì ta đã tròn một nhiệm vụ rồi. Nè A Nan ơi, A Nan có coi phim Thần Điêu Đại Hiệp chưa? A Nan coi phim Thần Điêu Đại Hiệp chưa? Trong phim Thần Điêu Đại Hiệp nó có một cái người tên là anh hùng Xạ Điêu. Ở trong đó có một cái người rất là ác tên là Dương Khang. Nhưng quý vị biết không, coi một cuộn phim á mà ai cũng hiền hết thì quý vị có thích coi không? Một cuốn phim mà hấp dẫn người coi á là cuốn phim nó phải có đủ hai thành phần, một thành phần ác, một thành phần hiền. Mà cái người nào mà ác trong phim mà quý vị coi, mà quý vị ngồi trong này quý vị chửi đó là nó thành công. Là vì sao? Vì nó đã diễn đạt đúng cái vai trò phải ác của họ. Cái người đóng vai nịnh á phải sao? Mặt phải cho nịnh, vẽ bộ râu phải cho nịnh, vẽ cái chân mày phải cho nịnh. Mà quý vị ghét được cái người nịnh đó, ở ngoài này mà coi mà chửi nó đó, ồ cha, nó thành công quá. Còn cái người kia mà họ đóng làm sao, quý vị ngồi ngoài này với cái tuồng Kinh Hoa Sinh Mộng hay là Thoại Thanh Châu Tuấn á, quý vị coi ngoài này mà quý vị lấy hết tờ giấy này tới tờ giấy kia quý vị đâu, là cái người đó mà đóng mà đạt. Thì cũng vậy thôi. Chứ cái người nào mà họ sao thấy họ đi chùa lâu năm mà họ có chuyển hóa, có dễ thương chút nào không? Thương đi. Lúc đó quý vị quý hát bài gì không? Dần thì dần ma thương thì thương, bà la hoài tôi đâu chịu nổi. Nhưng mà thôi bà ơi, bà đừng có bực bội. Cho nên tu á nó có nhiều cái pháp tu và vô lượng pháp môn tu mà. Phải không? Cái đó có trong kinh không? Có. Có cần trong kinh. Cái bài đó có trong kinh. Nhưng mà mình tu á là phải biết quyển chuyển. Và khi mà cái tuệ giác mình nó phát rồi á, mình thật tu á thì cái tuệ giác nó phát. Mà cái tuệ giác nó phát thì tất cả các chỗ đều là Phật. Quý vị bỏ công ra tưới hoa trên bãi cỏ nè, tưới cỏ nè, trồng hoa này. Có bao giờ bỏ thì giờ ra ngồi ngắm cái hoa thật là lâu không? Ít lắm. Để cho ai ngắm mà chân diện được dữ lắm. Xong rồi mệt rồi vô ngủ. Để cho ai đi ngang khen đẹp, người nọ đi ngang khen đẹp, nhưng mình không bao giờ mình ngắm hoa cho kỹ. Rồi một ngày nào đó bừng chợt như ông Quách Thoại. Quách Thoại hôm nọ, một nhà thơ rất là trẻ và rất là tài, đi ngang cái chậu hoa thực dược. Ông giật mình, ông nói lên bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thông, ta sụp lại cúi đầu. Đó là một bài của một vị thiền sư Quách Thoại. Bài đó như một bài thơ thiền. Đứng yên ngoài hàng dậu, ý khen cái hoa thực dược. Đứng yên ngoài hàng dậu, không nói gì hết, em mỉm nụ nhiệm màu, nở tròn và rất đẹp, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bóng hình em không phải là một cái em nào đó, mà bóng hình em đây có nghĩa là mình thấy được con người không? Mình thấy được cái gì nó hiện xảy ra trên này. Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Hình em ngày trước là gì quý vị biết không? Có những cái nó gian giãn trước mặt. Quên, tôi phải đi tới chỗ nọ tôi mới có hạnh phúc, tôi phải có cái này tôi mới được bình an. Nhưng mà thật ra cuối cùng rồi thì cái hạnh phúc đó, cái bình an đó, nó ngay trước mặt mình. Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bóng hình em là ai? Là bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mát xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn gió nào, ngọn cỏ nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh. Tại vì Pháp Hoa Kinh á, không cần. Quý vị có đọc Tùng Địa Dẫn Xuất chưa? Kinh Pháp Hoa phẩm thứ mấy? Phẩm thứ mấy có cái phẩm là Tùng Địa Dẫn Xuất? Thứ 15 phải không? Phải không? Phải thứ 15 không? Bồ Tát ở dưới đất nhọt lên. Bồ Tát này là cỏ này, là hoa, màu nhiệm vô cùng. Mùa đông thì chết, nhưng mà mùa hè
trở sống lại, xanh tươi. Bồ Tát, con người mình cũng vậy. Quý vị có thường nghe cái câu gọi là sau cơn mưa trời lại nắng, trời lại sáng. Cuộc đời mình cũng như là một cái cơn sau cơn mưa trời lại nắng. Một cơn mưa xuống, có thể chúng ta vì quá là romantic, mình ngắm mưa, mình đi với mưa, mình hát bài mưa, phải không? Mưa là cái gì? Mưa là cái gì? Nó làm cho con người đa sầu, đa cảm. Nó làm cho con người tích cảnh thành thơ. Nó làm cho con người đủ thứ những cái đi xuống đó, trùng xuống. Nhưng mà sau tận một cơn mưa rồi thì sao? Trời lại sáng. Cuộc đời của chúng ta có những lúc như là đi trong mưa, có những lúc khổ, có những lúc buồn, có những lúc đau. Mà có thể chúng ta tưởng rằng mình là cái người đau nhất thế giới, mình là cái người khổ nhất thế giới, cho nên mình than làm sao? Tôi là người khổ nhất, không ai khổ bằng tôi. Nhưng mà thật sự ra đó, mỗi người một cái khổ, không ai mà không có khổ, không ai mà không khổ hết. Cái quan trọng là có thấy được cái khổ mình chưa? Có thấy được cái khổ mà lòng vòng quanh quẩn đó chưa? Ở đây ai hát cái bài Một Cõi Đi Về rồi nè? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Ai biết bài đó không? Trên đó có hai câu. Trên hai vai ta đang phần nhật nguyệt. Nhật nguyệt là gì? Nhật là tượng trưng cho mặt mặt trời. Mặt trời là nói ban ngày, nguyệt là ban đêm. Con người mình sống chỉ chi phối bởi ngày và đêm. Rồi lâm thích đó, giống như chú tiểu mà lên núi vậy đó. Biết cái đó là sao? Là khổ nhưng mà vẫn thích. Nhất chân bảo đừng ăn cà pháo, đừng ăn cà tím, mà cà tím nướng chui dưới mỡ hầm ngon đó. Cà pháo đó mà bỏ vô trong giấy bạc ha, rồi hoặc là để khô vậy rồi xin 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 mà nướng chín nó mềm rồi đem nghe vẽ lên cái dĩa và rưới một chút mà dầu thắng lên rồi một chén nước tương ớt mà ăn với cơm nóng đẹp không? Bà tổ dễ sống vậy hết. Ngon lắm nhưng mà ăn vô là nhức. Rồi khi mà nhức quá rồi mà rên rỉ thề từ đây về sau bao giờ ăn, nhưng mà rồi rốt cuộc ăn nữa, khổ qua nó cũng nhức. Khổ qua nhất, cà tím nhất, cà pháo nhất, cái gì nó cũng nhất hết đấy. Có một cái cà nữa nó cũng nhất lắm, đó là cà thẻ. Cà thẻ à, ăn với chao người ta gọi là cà pháo, cà bốc khói người ta gọi là cà rem, cà đám cưới đeo là cà rá, cà mà ăn với bánh mì là cà ri, cà mới ông thầy mặc là cà sa, cà nghiêng cà ngửa, còn cà chớn cà chua, vân vân. Nhưng mà có cái cà này nhất lắm, cà thì mát tay đó, nhưng mà cuối tháng nhất lắm, đó là cà thẻ. Cà thẻ, cái thẻ mà thẻ nào đó, có một cái cà đó là cà thẻ, phải không? Cho nên cái cà nào cũng nhất hết á, cà nào cũng nhất. Hôm trước làm văn nghệ gây quỹ cho ăn cư đó, thì Pháp Hòa bị mấy Phật tử canh cà ri làm cái gì? Bán bằng cách là đẩy lên sân khấu. Rồi ông Diệp Thảo ông mới hỏi vậy chứ thầy muốn bao nhiêu để Phật tử cho mình nhiều cho đủ. Cho nên nó dạ vừa đủ xài, nhưng mà mình phải thêm chữ cho nhẹ nhàng là chôm. Việt Nam mình là Tết hay chưng cái dĩa trái cây á, cầu dừa đủ xài. Pháp Hòa đề nghị năm tới thêm một cái là trái chôm chôm, thì mình nói cho đủ là chôm dừa đủ xài. Cho nên Pháp Hòa hôm trước á, cái tuần đầu tiên á, Pháp Hòa cũng có nói rồi, mình tu á phải là một con tầm ăn lá dâu, nhưng mà đừng nhả ra lá dâu.
con tầm ăn lá dâu phải nhả ra thân, phải nhả ra thân. Chúng ta tu, chúng ta học, đừng có nhả ra Phật pháp. Tại vì nhả ra Phật pháp là người tu chưa có thành công. Người tu ăn cái kinh điển, ăn cái Phật pháp thì phải nhả ra những cái gì mà chúng ta thực tập. Quý vị biết ở đây Pháp Hòa hay đi giảng các nhà thờ, thì khi mà đi tới giảng các nhà thờ, Pháp Hòa thường nói với họ một câu. Mà khi đầu tiên họ nghe là họ trợn mắt, họ nhìn mình, nhưng mà họ phải nghe câu thứ hai. Pháp Hòa nói cái kinh thánh mà quý vị đang tụng là một kinh thánh chết. Họ mới giật mình, tại sao mình lại dám nói như vậy. Nhưng mà cuối cùng Pháp Hòa nói rằng bởi vì mỗi con người quý vị phải là một cuốn kinh thánh sống. Bởi vì kinh thánh chết đó có thể in hàng chục, hàng triệu, ngàn cuốn, nhưng mà quý vị có làm được những gì trong kinh thánh dạy hay không? Có đi truyền bá được cái cuốn kinh thánh nó qua cách sống của mình hay không? Cho nên hạnh nguyện của bốn vị Bồ Tát hàng ngày mà chúng ta niệm, chúng ta lãnh lễ đó không có đủ, là phải đem bốn vị Bồ Tát đi vào cuộc sống của mình. Cho nên á, thứ nhất là mình phải có từ bi. Bây giờ từ bi á, nói cho gần nhất là thương ai? Thương mình. Cho nên nguyện làm cho mình hết khổ. Nguyện xong là phải gì? Phải làm. Mà nguyện là Địa Tạng, mà thương là Quan Âm. Mà làm cái chuyện đó là Phổ Hiền. Hiểu được mình đang khổ, đang buồn là Văn Thù. Cho nên làm cái chuyện đó là bốn vị Bồ Tát có mặt, chứ không phải bốn vị Bồ Tát tách rời với nhau. Cho nên đại từ, đại trí, đại nguyện và đại hạnh, tuy bốn mà là một. Bởi vì nếu mà không có một thì sẽ không có ba cái kia. Phải vậy không? Không có. Thí dụ bây giờ nè, mình đi thăm ở, mình đi thăm ở bệnh những người già, những lão. Tại sao đi? Là bởi vì mình thương cái hoàn cảnh của người già, cô đơn, buồn. Đó là thương. Và thương, tại sao thương? Là vì hiểu được cái hoàn cảnh của họ. Có hiểu mới có thương mà. Có hiểu được hoàn cảnh họ, cho nên mới thương được họ. Và thương được họ cho nên nguyện mỗi tuần sẽ đi một lần. Và nguyện rồi thì sẽ hành, là phải làm được cái chuyện đó. Cho nên quý vị học pháp Bồ Đề Tâm Văn rồi phải không? Trong đó có câu sao biết không? Sao có câu gọi là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu để mất cái tâm Bồ Đề thì cho dù làm tất cả việc Phật pháp và Phật sự thì cũng thành ma sự hết. Có nghĩa là làm mà còn thấy mình làm, làm mà còn thấy ai cũng phải mang ơn tôi, thầy phải nhớ tôi, thầy quên tôi cái tôi buồn, gặp tôi thầy phải cười, thầy ổng cười cái tôi nghĩ là bữa nay ổng giận tôi, rồi lên mà nghe giảng mà nghe trúng bệnh cái bữa nay ổng chửi tôi. Cái đó là bởi vì mình là một người bệnh nhưng mà không chấp nhận bệnh. Quý vị đi bác sĩ mà nếu quý vị cứ đau rè rè hoài mà đi tới bác sĩ không khám ra bệnh, quý vị có buồn không? Buồn chứ sao? Đi tới bác sĩ, nói bác sĩ tôi nhức đầu hoài mà không biết tại sao. Ổng khám hồi ổng ấy, ổng thử máu xong nói anh bị mỡ trong máu. Biết được rằng có mỡ trong máu cái tự nhiên sao? Giảm cái gì? Giảm ăn mỡ. Như vậy là biết khổ là sao? Là sẽ bớt khổ. Cho nên khổ vui chẳng qua chỉ kẻ mê người tỉnh. Người mê thì cho khổ là khổ, người tỉnh cho khổ là vui. Tại sao? Bởi vì nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì chí nguyện không kiên định. Thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ân có muôn đồ. Phải coi thi ân như đôi dép bỏ. Mười điều tâm niệm, mười điều tâm niệm. Mỗi một ngày chúng ta dâng hoa cúng Phật. Nổi cái chuyện dâng hoa cúng Phật, chúng ta cũng học được một bài giáo lý tuyệt vời. Đó là giáo lý gì? Đó là giáo lý của vô thường. Đó là giáo lý của vô thường. Bởi vì hoa nở rồi hoa cũng sẽ tàn, phải không? Nhìn cái giáo lý đó rồi tiếp nhận một cái giáo lý gì nữa? Một cái giáo lý gọi là
tương tức tương nhập, bởi vì hoa mà héo đây cũng là nuôi dưỡng cho cái hoa kia. Hoa héo như là hoa khổ, như là khổ. Có khổ mới bồi đắp được cho cái gì? Cái hoa tươi kia. Tại vì không có rác thì làm sao có hoa? Không có rác làm gì có phân, mà không có phân là chắc chắn không có hoa. Cho nên đời mà không có khổ á thì sẽ không bao giờ có vui. Không có muối thì quý vị sẽ không bao giờ biết đường là ngọt. Như hôm trước Pháp Hòa, năm nay Pháp Hòa bị cái bệnh allergy rất là nặng. Cái bệnh allergy là nó nghẹt mũi mỗi buổi sáng, không có thở được. Không có thở được. Quý vị biết là sáng nào có nhiều đêm không có ngủ, cứ ngồi thả không thở. Không có xỉn, bị allergy, nó nghẹt mũi. Thì trong khi mà ngồi như vậy thì Pháp Hòa mới thấy rõ rằng thở một cách đều đặn mà nằm trên cái gối ngủ ngon là nó hạnh phúc. Cho nên khi đôi khi á, mình nằm trên cái gối mình cảm thấy chưa? Mà trong kinh gọi là gì? Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa địa thiên đường diệt bất sinh. Người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không thấy đủ. Cho nên á, mình bệnh là đi bác sĩ nói trúng bệnh là tốt. Rồi khi mà quý vị nhìn cái hoa kính Phật, quý vị sẽ học được một cái giáo lý nữa. Chính đời là vô thường, cho nên tôi sẽ nguyện làm những cái gì đẹp như hoa. Để rồi một mai sao? Một mai này ai cũng sẽ như hoa, không có hối hận, là tan rã trả về cho tôi. Những người bạn đồng tu đồng học còn xung quanh mình, thương họ đi, nhìn kỹ họ đi. Bởi vì không nhìn kỹ họ, một ngày nào đó đinh đóng vào săn chiến trả lời, lúc đó không muốn thấy họ nữa, không được. Giống như cái bài mà người ta nói rằng là nói với mẹ đó: mẹ mất sớm đời con không còn nữa, dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời, từng sợi tóc bạc phơi từng sợi nhỏ, vì thương con mẹ phải trẻ làm người. Trong dư hoạch suốt cuộc đời quá buộc, tương lai con niềm ráng rứt của người. Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm lớn. Trời đã ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Hai câu này nè, con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng, nhưng hết rồi những ngày tháng yêu nhau. Lúc đó mình cũng muốn ta chửi mình là cũng được. Cho nên chưng một bình hoa cúng Phật không phải để cho Phật đẹp, mà chính là trang nghiêm. Trang nghiêm bằng cái hình ảnh, học cái giáo lý vô thường, và biết rằng ai cũng yêu hoa, thì chúng ta nguyện đến với nhau như một đóa hoa. Rồi quý vị dâng một dĩa trái cây, không phải Phật đói, Phật thèm ăn mấy thứ đó, mà cái trái cây của quý vị dâng cúng đó là tượng trưng cho gì? Đạo lý của nhân quả. Hạt cam thì ra trái trái cam. Và quý vị biết khi quý vị đi chợ mua trái cây cúng Phật, quý vị lựa trái hư hay là trái tốt? Trái tốt. Cũng như vậy, mình tu học là nguyện đạt được cái kết quả tốt. Mà cái kết quả tốt đó mình dâng cho ai? Dân cũng điều cho người thương chư Phật. Hiểu ý không? Dân trái cây là cái nghĩa đó. Dân trái cây là cái nghĩa đó. Pháp Hòa muốn nói đi nãy giờ dòng dòng dòng, cũng chỉ có một cái điều Pháp Hòa muốn nói, là trong cuộc sống của mình á, nó còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta còn phải đi nữa. Chẳng hạn như là sắp sửa đây á, Nguyên Sơn, Quảng Dũng sẽ làm lễ thế pháp. Thì quý vị biết những người đó sắp sửa đi vào một lộ trình mới. Mà cái lộ trình đó có dễ đi không? Khó lắm. Còn rất là nhiều thứ. Cho nên á, cần rất là nhiều người xung quanh, chứ
giúp họ, giúp đỡ cho họ trên con đường này. Mà xung quanh họ là ai trước nhất, là những người gần họ nhất, là thầy và bạn của họ, kế đến là những người thân của họ. Mà những người thân họ muốn cho họ đi được an tâm, đi được hạnh phúc, đi được nhẹ nhàng để làm lợi lạc cái quần sanh, thì những người thân họ phải sống cho lành mạnh, sống cho khỏe, sống cho an hòa. Sống cho an hòa mà họ mà biết được á, thì tự nhiên họ an hòa. Tự nhiên họ an hòa. Thật vậy. Thí dụ bây giờ quý vị mà tới đây tu 2 tuần mà quý vị biết ở nhà bình an, mọi việc em quý vị yên tâm tu không? Tuần rồi Diệu Hoàng á, chị tu được tuần, thì ngay ngày 4 tháng 7, tức là mới có ngày đó, mới có ngày mình khai hạ ngày 3, thì 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Thì ngay cái ngày lễ đó bên Hoa Kỳ nó bị khủng bố, rớt máy bay rồi bị đủ thứ chuyện. Thì nghe nói đâu á, ba má Diệu Hoàng đi cái chuyến đó, đi cái chuyến máy bay mà rớt đó. Trời đất ơi, chỉ nghe cái tin đó là hồn mây phách tán hết. Chị khóc. Mấy sư cô mới dẫn lại Pháp Hòa và nói bây giờ thì có cách nào thì cho Diệu Hoàng liên lạc về nhà, chứ không nói yên tâm. Pháp Hòa mới đưa cho chị cái phone mà chị bấm mà chị rung. Chị rung mà chị phone về mà em chị bắt phone cái chị hỏi ba mẹ có sao không? Ba mẹ có đi không? Nó nói ba mẹ đi. Rồi cái chuyến máy bay nó sao? Nó nói ba mẹ tới trước chuyến đó. Trời chị thở phì phà vậy. Thì như vậy Pháp Hòa mới thấy rõ. Chỉ tu có thời gian ngắn đó thôi, phải không? Mà thật sự mà nói tu là cắt đứt những cái sợi dây ân ái của phàm tình. Nhưng mà mình còn ở trong cái chốn phàm tình thì làm sao mà gọi là dứt một cái một được. Cái đó đó, nó là cái gì đó thiêng liêng lắm. Nó là một cái sợi dây gọi là chặt không đứt mà bứt không có rời. Khó lắm. Khó lắm, cho nên quý vị phải thông cảm cho những người tu mà họ còn ít xíu tình cảm với gia đình. Thật sự cái đó khó mà trách được. Tại vì nếu mà họ lo hoàn toàn gia đình đó thì không được. Chứ còn cái này lo lắng khi gia đình họ có hữu sự là cái điều đương nhiên thôi, phải không? Tại vì người tu mà là người đầy cái tình thương, mà thương người dưng nước lã mà không thương người nhà thì thiếu. Tại vì lúc đó họ coi người nhà họ cũng là một trong những chúng sanh. Cho nên đó, Pháp Hòa muốn nói tất cả quý vị, không phải quý vị về địa phương đó có cái chú đó xuất gia quý vị cũng hỗ trợ, mà ngay cả cái vị thầy trụ trì ở đó, hay ngay cả tất cả những vị xuất gia đó và những người bạn đồng tu của quý vị, dù là Phật tử tại gia, thì tất cả chúng ta cũng đều là những kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Mà đi đâu đi tu mà có những người bạn đồng hành thì nó vui lắm. Tại vì cái câu người ta nói rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình là những người thân của những người đó thì phải hỗ trợ cho họ đi đến nơi, về đến chỗ. Mà phải không, nếu không muốn nói là đi tươi mà về tốt, đi một chứ phải về 10. Tức là họ đi tu có một nhưng mà sau đó lớn lên họ độ 10 người đệ tử, hàng trăm đệ tử. Đi tươi về tốt, đi một về 10. Đi thì có một mình họ thôi, nhưng mà tới về họ xách một bài. Giống như là Đức Phật Thích Ca khi đi tu con mình, nhiều cái ngày mà ngày trở về ngày thăm hành cá Tỳ La Vệ thì ngày dẫn bao nhiêu người? À, cả hàng trăm hàng ngàn đệ tử về cá Tỳ La Vệ. Thì khi mà lúc đó mà đang đi dưới Gia Du Đà La mới đứng trên lầu mà thấy Thái tử Tất Đạt Đa dẫn một đoàn tăng đoàn đi về, chỉ định xuống là nghĩa là làm khó, chạy xuống kêu la suối la hầu la chạy cái đoạn già con cái ngôi báo. Lợi nắm ta ra hầu la lợi nắm áo Đức Phật và nói xin cha cho con gia tài. Lúc đó Đức Phật có hỏi này la hầu la, con muốn gia tài làm bằng xương bằng máu hay con muốn một gia tài làm bằng tình thương và tự giác? Thì lúc đó la hầu la có đâu có hiểu gì, chú đâu có hiểu gì, nhưng mà chú hiểu một điều á, có xương có máu ở trong đó và có một cái là tình thương và thương yêu. Thì tự nhiên la hầu la nói dạ con muốn cái gia tài mà không có máu. Thì Đức Phật nói vậy thì hãy gia nhập vô tăng đoàn, đừng có tiếp nối cái dòng Thích Ca, tại vì tạm bỡ cái dòng đó và phải tiếp nối cái dòng giống của ba đời mười phương chư Phật. Cho nên người đi tu là cái người mà mỗi một lời phát nguyện tu của họ là chấn động cả thiên ma ba tuần.
mà quý vị biết ma ba tuần nó nguyện sao không hại được Đức Thích Ca thì nguyện luôn luôn phải đi theo phá hoại đệ tử của ông. Cho nên những người tu của mình á, dù là tại gia hay là xuất gia, còn rất là nhiều ma, còn rất là nhiều những cái khó khăn. Mà quý vị không có đem cái tuệ giác của Đức Văn Thù để mà thấy rõ đó, thì quý vị sẽ rơi rớt. Tu thì nhiều nhưng mà kết quả không có như hết. Mà trong kinh Niết Bàn Đức Phật gọi là trứng cá bông xoài. Kinh Niết Bàn Đức Phật nói người tu như trứng cá bông xoài, có nghĩa là tu nhiều như trứng cá nhưng mà nở được con cá thì bao nhiêu? Không bao nhiêu con. Bông xoài nở rất nhiều nhưng mà đậu thành một trái xoài không có bao nhiêu hết, phải không? Mình về nhà đó, tu ở đây đó, 2 tuần đó, cảm thấy an lạc chút chưa chắc, tại vì chỉ có 30-40 người thôi mà tới 80-90 ý nữa, thành nữ làm sao mà có an lạc. Nhưng mà chính những cái chỗ này là cái chỗ cho mình. Tại vì quý vị đừng có quan niệm cái chữ tu tâm là ở nhà niệm Phật ăn chay, chứ chưa phải là tu tâm. Quý vị có biết tâm mình đang sai chứ mà tu. Tâm mình nó còn hờn, còn giận, còn hờn mát, còn này còn kia chưa? Chứ còn thì đâu phải là tu tâm. Chứ tu tâm không phải dễ, tu tâm khó lắm. Mà người đời họ hay quan niệm tu tâm là ở nhà lại Phật, ăn hiền ở lành là tốt rồi, gọi là tu tâm. Đó không phải. Đó là tu tâm. Thì hàng ngày á, mình tu ở đây nè, là phải đem được những cái gì mình học về áp dụng trong cuộc sống của mình. Cái gì mà làm cho mình không vui, mình chưa chấp nhận được nó là mình sẽ khổ, còn chấp nhận được nó là mình sẽ vui. Tiếng Anh nó gọi là accepting, chấp nhận. Cho nên khổ là phải biết mình đang khổ. Tổ với mình khổ, khổ gấp 2. Mà không chấp nhận khổ, khổ gấp 2. Khổ phải chấp nhận mình đang khổ. Quý vị có bây giờ có cắt mắt gì không?